Black Friday Sale. Mà mình muốn đi shop chỗ nào trước? Đẹp á. Vừa ha. Cái đó mang vừa y luôn rồi đó, êm á. Êm luôn. It's okay. Vậy hả? Ờ, muốn mua đó mua. Nó đó nên nó đồng. Đó đi qua chỗ bán đèn cầy nha. Ok. Yankee Candle. Yankee Candle. Chỗ này bán đèn cầy thơm lắm. Mua 2 cái tặng 2 cái. Entire store. Mấy cái đèn cầy ở đây nhiêu tiền đây? Không thấy để giá. Này thơm quá luôn. Thơm không? Thử thử thơm không? Thơm nồi kẹo. Cái này thơm nè. Vậy lấy cái đó đi. Là lúc nào cũng muốn đi kiếm giày để mua hết trơn á. Này giống như cái chỗ Đặng phải không con? Nhiều. Nhiều tiền. Ooh, that's a good. Better than the other one. Hỏi họ coi có sao. Mấy này người ta bán đồ ở bên Trung Quốc qua. Ông đĩa đó bán 40 đồng. Sao nó bắn mắt gì vậy? 149 đồng. Nè. Đây cái đó đi. 149 đồng. Này họ lấy từ ở Trung Quốc qua mấy người ở bên Trung Quốc họ đem qua đây họ bán. Mấy cái đồ này họ bán lời đã luôn. Rất nhiều không? 44 đồng. 44 đồng cho cây kiếm đó. Họ phát mua gì con? Trời ơi, một game. Ủa sao mua keyboard? Keyboard nhiêu tiền? $25. Con đói bụng chưa? Đói bụng ha. Giờ đừng qua đây kiếm gì ăn.
Không chưa? Đây. Hồi đó ngủ hết trơn. Giờ mình vô đây. Bữa nay trong này họ cũng bán nhiều cái giảm giá lắm. Nước hoa giảm giá nè. Nguyên cái giò. Tướng mặc áo lạnh thế kia không? Đứng tướng kỳ vậy. Áo này 280 đồng. Bớn 60%. Còn 280 đồng bớn 60%. Chắc còn trăm mấy. Hàng này made in Việt Nam hết chứ anh ta. Muốn mua con thu cao cổ à? 70% luôn kìa xinh. Ớt nữa nè, đếm ơi đủ chưa? Cái này của nữ nè. Cái này của nam nè. Rồi được. Hả? Mua được hai cái quần với cái áo. Cái liền mua gì đấy. Thì đồ tùm lum hết.